Vợ vợ ăn Yến không? Vợ nghe nói thời điểm này á bầu ăn Yến tốt lắm luôn á. Thì cũng muốn đó, nhưng mà không, giờ nghe Yến Yến trên mạng thấy cũng hơi ghén. Trời ơi, tưởng gì, có chồng lo. Anh lo sao? Nói chứ nhà chế anh có nuôi Yến á, đảm bảo luôn. Ê, hay là ngày mai mình đi lại đó mình coi thu hoạch với lại cách làm Yến như thế nào luôn đi. Vậy là ông Hy chở Ni từ Cần Thơ về Kiên Giang để coi lấy Yến như nào nha. Cái gì mình ăn mình uống vô cơ thể mình thì mình cũng phải biết rõ nguồn gốc đúng không? Cái đó làm ra từ gì, làm ra như nào thì mới yên tâm ăn, yên tâm uống được đúng không mọi người? Với lại Yến này giá trị nữa, không biết chỗ mua thì lại giống như kiểu là tiền mất mà tật mang nữa. Tới nhà chế rồi nè, chế làm cho hai vợ chồng hai chén yến ăn thử. Chén yến này là chế có để ít nhị hoa nghệ tây vô nữa, quá chừng ngon luôn á. Ăn xong rồi á thì chế có giới thiệu sơ lược để hai vợ chồng hiểu hơn về yến và việc làm yến ở nhà của chế. Chế nói quá trời nhiều thông tin luôn. Bây giờ Hy chỉ nhớ là có yến thô nè, yến dụng nè, sơ móp nè, yến xại nè, rồi chân yến. Có người á thì kêu bằng tay yến nữa, nhiều lắm mọi người. Thôi giờ mình đi coi tổ yến chỗ chế nuôi như nào nha mọi người. Đầu tiên á là mọi người sẽ thấy cái dàn máy điều khiển cho nhà yến nè, cái dàn âm ly điều khiển âm thanh, có hai loại âm thanh, một á là âm thanh ngoài để gọi yến về, và hai á là cái âm thanh bên trong để gu yến ngủ ngon hơn á. Đây là cái lỗ thông để yến bay ra bay vô nè mọi người. Mọi người sẽ thấy các cây thanh gỗ đang chéo nhau á thì yến thường sẽ làm tổ ngay góc ngã tư nơi giao nhau giữa hai thanh gỗ á. Khi thu hoạch á thì chúng ta nên lưu ý, thứ nhất á là coi trong tổ đó có chim con hay không, thứ hai á là có trứng trong đó hay không. Nếu mà có một trong hai cái này á, chúng ta tuyệt đối không lấy cái tổ yến đó nha mọi người. Mình sẽ có một cái cây sủi inox dẹp dẹp vậy nè, rồi dơ lên trên tổ coi có trứng hay không hay là có con hay không. Nếu không á thì mình thu hoạch thôi. Lấy tổ không biết có đơn giản hay không, mà thấy Hy lấy cây sủi inox ủi ủi sát cái mép cây gỗ với cái tổ á là nó ra dễ lắm mọi người. Còn nếu mình sủi không quen tay á, không biết sao nữa. Trước khi mùa sinh sản á thì cặp chim yến sẽ tạo ổ trước. Theo thông tin Hy mới tìm hiểu á thì mất khoảng 1 tháng thì cặp chim yến sẽ tạo được một cái tổ yến nha. Chim yến khi mà trưởng thành và ghép cặp nhau á thì nó sống với nhau cả đời luôn, không có chuyện ly dị hay là tái hôn gì hết trơn á. Mà cái hay ở chỗ nữa là chim non nó không bao giờ ỉ ở trong tổ của mình nha. Khi mà có nhu cầu á thì con chim non nó sẽ leo ra ngoài, cái chân của nó bám vô cái mặt ngoài của tổ rồi giải quyết vấn đề thôi. Công nhận hay ha mọi người, nhìn mà sợ nó rớt ra ngoài luôn á. Nãy giờ thu hoạch cũng kha khá rồi á mọi người. Tổ yến á thì có tổ nhiều lông, có tổ sẽ ít lông. Cái này gọi là yến thô nè. Rồi muốn ăn á thì mình phải lấy sạch lông ra, mình cho nước vô, rửa sơ qua, rồi cho nước vào ngâm. Sau đó để yến nở nở ra rồi á thì mình lấy nhíp luyện cơ mắt, nhặt lông thôi mọi người ơi. Bởi vậy muốn ăn ngon, ăn bổ dưỡng thì cả một quá trình luôn á mọi người. Ai mà giỏi giỏi á thì nhặt một ngày được 100g yến thôi. Nhặt xong rồi á thì chế đem đi sấy khoảng tầm mười mấy tiếng đồng hồ nữa thì mới thành yến tinh chế, một món quá bổ dưỡng và công phu luôn. À, phải gọi cái này là tinh mắt và kỹ lưỡng. Ở đây á, yến nuôi nhà tự nhiên, quá trình xử lý thủ công, nói không với chất tẩy trắng nên yến ở đây sẽ có màu trắng ngà ngà chứ không có trắng tinh tươm nha mọi người. Mọi người có ăn yến nè, các chị em bầu nào mà muốn ăn yến chưa tìm được chỗ mua thì nói Hini chia lại cho nha. Cái này á là yến nhà làm, nguồn gốc rõ ràng, nhà chế nuôi yến được 8-9 năm rồi đó, 6 tháng mới thu hoạch một lần nên là tổ yến sợi già, tổ bự tai, yến to, độ nở cực kỳ luôn. Còn yến tinh chế nhà chế làm á thì lượm thủ công không à, không có trà dầu, không pha tạp chất nào hết á, không tẩm đường, cũng không tẩy trắng luôn, đảm bảo là hoàn toàn nguyên chất luôn. Nên mọi người ăn thì cứ yên tâm nha. Hai vợ chồng đi cả ngày rồi, giờ chạy lên Cần Thơ lại mọi người ơi. Một buổi chiều đẹp quá trời đẹp luôn. Ni cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng vạn những video ngoài kia nha.